Happy birthday to you. Happy birthday to my friend. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to my friend. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to my friend. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to my friend. Happy birthday to you. Xin chào mọi người. Mình là Ánh, học viên lớp 6 A639. Em là Nguyễn Tô Minh, học viên của lớp A639. Em là Phương Mai, em bảo là của lớp F895 của cô Vân Anh ạ. Em là Nhung, em học A639 của cô Trầm ạ. Đây cũng là lần đầu tiên mà em tham gia một bữa tiệc ở trung tâm như thế này. Cảm xúc của em khá là gọi là bất ngờ và vui. Và rất mong chờ vào một cái bữa tiệc sinh nhật tiếp theo của những lần tiếp theo em sẽ được tham gia ở đây. Em thấy rất là vui và thú vị. Hôm nay được tham dự bữa sinh nhật của IELTS Fighter, em cảm thấy rất là vui, và các thầy cô đấy rất là nhiệt tình. Em thấy rất là vui và hào hứng cùng được đồng hành cùng với cả những giáo viên tận tình nhất của IELTS Fighter ạ. Hai ba. We love IELTS Fighter. Chào các bạn, em là Hân và em đến từ lớp F566A của cô Hồng Nhung, một cô giáo rất là xinh đẹp đây. Thì hôm nay thật sự là rất là vui mừng vì được trung tâm tổ chức một cái buổi sinh nhật mà nhân tiện là kỷ niệm cho cái sinh nhật của em và ba bạn nữa. Thì cũng hơi buồn bởi vì vừa nãy là rất là hăng hái nhiệt tình trả lời câu hỏi nhưng mà vẫn chưa được nhận một phần nào cả. Lời đầu tiên thì em xin thay mặt cho toàn thể học viên của trung tâm xin gửi lời cảm ơn tới trung tâm và tất cả các thầy cô ở đây đã rất là tận tâm để truyền đạt những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức quý báu cho chúng em để đạt được những cái mục tiêu của chúng em là có thể hoàn thành được cái cái công việc học mục tiêu của mình. Và cái thứ hai nữa là cũng chúc cho trung tâm là ngày càng phát triển và cũng như là sớm đạt được cái sứ mệnh của trung tâm đó là giúp cho 1 triệu người Việt Nam sẽ sớm đạt được IELTS 6.5.